Tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người dân không chỉ chờ đợi đường hoa Nguyễn Huệ nổi tiếng, mà nơi đây còn có một đường hoa khá đẹp và thú vị, đường hoa Phú Mỹ Hưng, đường hoa tại khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng, quận 7. Hãy cùng Cơ Phạm Channel khám phá đường hoa Phú Mỹ Hưng năm Giáp Thìn năm 2024 các bạn nhé! Sân khấu của đường hoa vẫn như mọi năm là nơi bắt đầu đường hoa nằm cong cong và kéo dài 700m nằm bên cạnh hồ Bán Nguyệt này. Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết 2024 năm nay với chủ đề Xuân Sum Vầy sẽ diễn ra từ 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, tức từ ngày mùng 3 đến ngày 13 tháng 2 năm 2024. Đây là tiểu cảnh chính của chủ đề Xuân Sum Vầy, với cha rồng đến mẹ tiên cùng bọc chưa chăm trứng. Cha rồng đưa con xuống biển, mẹ tiên đưa con lên non, tái hiện sinh động câu chuyện Lạc Long Quân đến Âu Cơ, nhắc nhớ người Việt cùng một tổ tiên, cùng một nguồn cội. Bên đường hoa được rồng rất nhiều hoa hướng dương làm nền và rất nhiều loài hoa khác tại mỗi nơi theo chủ đề riêng. Đây là cổng chim lạc. Hình ảnh chim lạc của người Việt mà mọi người thường thấy chạm khắc trên các cổ vật trống đồng xưa. Cổng chim lạc mang những phong bao lì xì cầu mong mang đến sự tốt lành, may mắn cho mọi người. Ngọc gà châu báu cũng khăm xanh bằng bữa cơm bên nhau. Chẳng mong gì đâu cao sang, chỉ mong thấy nhau yên bình. Nhà nhà xuống phố xôn xao, lòng ai cũng vui nôn nao. Và hoa rộn vàng, niềm vui ngập tràn muôn lối. Chúc cho bình an nơi nơi, khóe môi tươi cười rạng ngời. Chúc nhau một năm an khang, hạnh phúc ấm no sum vầy. Xóa bao phiền lo năm qua, mùa xuân về trong tim ta. Cùng nhau hò vang khúc ca mừng xuân. Xóa bao phiền lo năm qua, mùa xuân về trong tim ta. Cùng nhau hò vang khúc ca mừng xuân. Biểu tượng lấy ý tưởng nguồn gốc văn hóa ngàn đời của người Việt như dưới sông trải dài, trên núi Mây Phủ, chim lạc tung cánh và trống đồng Đông Sơn, được tái hiện xuyên suốt đường hoa Phú Mỹ Hưng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Trống đồng Đông Sơn nổi tiếng của người Việt xưa. Đây là con rồng chính dài hơn 100m của đường hoa Phú Mỹ Hưng Xuân Giáp Thìn năm nay. Rồng được tạo hình lấy theo hình ảnh con rồng thời nhà Lý của nước ta. Rồng thời Lý là sự chuẩn mực, hoàn thiện cao về trình độ mỹ thuật từ tạo hình rồng đã có trước đó thời Đinh đến Tiền Lê. Một con rồng Lý hoàn chỉnh có thân dài uốn khúc hình sin, thân mang vảy, đầu rồng có nga, bờm và vòi uốn khúc. Trên đầu có sừng tạo hình như sừng hươu hay đôi khi như nhánh san hô. Móng chân rồng dài nhọn như tạo hình móng của nhiều linh thú khác thời Lý, với số móng đa dạng từ 3, 4 đến 5. Con rồng Lý nằm trong luồng phong cách tạo hình rồng của các nước Đông Á cùng thời kỳ như Tống, Cao Ly, Đại Lý. Và có thể nói, con rồng Lý là tạo hình đẹp nhất, xuất sắc nhất, đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình rồng Đông Á thế kỷ 11, 12.
không xanh bằng bữa cơm bên nhau. Chẳng mong gì đâu cao sang, chỉ mong thay nhau yên bình. Nhà nhà xuống phố xôn xao, lòng ai cũng vui nôn nao. Và hoa rộn vàng, niềm vui ngập tràn muôn lối. Chúc cho bình an nơi nơi, khóe môi tươi cười rạng ngời. Chúc nhau một năm an khang, hạnh phúc ấm no sum vầy. Xóa bao phiền lo năm qua, mùa xuân về trong tim ta. Cùng nhau hòa vang khúc ca mừng xuân. Xóa bao phiền lo năm qua, mùa xuân. Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay lại mang đến cho người tham quan đa số là người dân sống tại thành phố một quang cảnh làng quê thân thương, bình dị với những dàn bầu xanh mướt cho rất nhiều của treo lùng lắng, những dàn bầu hồ lô xây trái trông thần ngộ mĩnh. Các bạn thấy rất nhiều người dân tỏ ra thích thú với những dàn bầu lùng lẳng của tại nơi đây. Quả dưa hấu nằm lẫn trong rơm cho mọi người nhớ đến những mùa thu hoạch dưa hấu cận Tết ở miền Tây, nơi được xem là thủ phủ cung cấp dưa dấu cho thành phố Hồ Chí Minh. Một cây cầu tre lắc lẻo cũng được xây dựng tại đây. Ngọc ngà châu báu cũng không xanh bằng bữa cơm bên nhau. Chẳng mong gì đâu cao sang. Những cánh đồng lúa. Thấy nhau yên bình. Nhà nhà xuống phố xôn xao, lòng ai cũng vui nôn nao. Và hoa rộn vàng, niềm vui ngập tràn muôn lối. Chúc cho bình an nơi nơi, khóe môi tươi cười rạng ngời. Chúc nhau một năm an khang, hạnh phúc ấm no sum vầy. Xóa bao phiền lo năm qua, mùa xuân về trong tim ta. Cùng nhau hòa vang khúc ca mừng xuân. Những phố ông đồ. Xóa bao phiền lo năm qua, mùa xuân về trong tim ta. Cùng nhau hòa vang khúc ca mừng xuân. Những chiếc thuyền ba lá chở đầy hoa. Những sản phẩm làm từ tre nữa. Bằng bữa cơm bên nhau, chẳng mong gì đâu cao sang, chỉ mong thay nhau yên bình. Nhà nhà xuống phố xôn xao, lòng ai cũng vui nôn nao. Và hoa rộn vàng, niềm vui ngập tràn muôn lối. Tất cả mang đến sự gần gũi của người tham quan về với làng quê, về với thiên nhiên, về với những ký ức tuổi thơ của rất nhiều người lớn tuổi và một sự mới lạ, giản dị nhưng rất đẹp, rất chân chất của những đứa trẻ sinh ra tại thành phố hiện phong ngày nay. Hoa vàng khúc ca mừng xuân, xóa bao phiền lo năm qua, mùa xuân về trong tim ta. Cùng nhau hòa vang khúc ca mừng xuân. Cành nở bánh trưng xanh, quây quần bên nhau cầu chúc an lành. Vài hình ảnh về đường hoa Phú Mỹ Hưng hy vọng sẽ mang đến cho các bạn một thông tin hữu ích và có một sự chọn lựa một địa điểm thú vị trong dịp du xuân Giáp Thìn năm 2024 này. Cơ Phạm Channel xin chào các bạn nhé. Một mùa xuân tới, kỳ xuân đến rồi, chúc cho muôn